Ninh nhá. Sunny. Không nhá. Em gọi lấy đi các bạn, em gọi là Sunny. Kiểu tỏi nắng đấy các bạn. Thank you. Con vô YouTube á, thấy chị Mỹ hát. Em sẽ tìm chị. Ngày xưa cũng học piano ấy, nhưng mà kiểu em lười. Chưa tài năng nữa. Em lên trên YouTube không? Em sẵn Hoàng Mỹ Piano, Hoàng có gờ Mỹ dài. Rồi xem chữ piano chị. Em nhìn mặt chị đã thấy nhận ra. Đúng rồi. Rồi có thấy chị hát nữa.